Chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 Và cũng là phần cuối Tập truyện cảnh giác Người chết không im lặng Đôi giày của tám sức đã sụp vào những tầng lá ẩm láp nháp mùi hắc hắc thâm nghiêm của rừng già đã thấm vào khứu giác lờ mờ trước mắt đã là những đợt sóng dây leo chẳng chịt và ào ào xa xôi ở bên tai là những tiếng nước đổ từ thủa nguyên sơ của thác hơ rê hùng vĩ nguồn nước và độ tranh quyết định của thủy điện đáp rông tam sức đã đến địa bàn trách nhiệm được phân công anh bước tới tấm biển dựng ở cửa rừng chữ sơn đã bạc vách cánh rừng giải quạt. Như ngẫu nhiên, va bắn súng hai ba tiếng và một cột kim loại nhỏ. Những tiếng đập lách cách, rối rít, bần thần của hàng trăm giấc ngủ của loài chim bị đánh động. Gian lên tức khắc, đáp lại. Tám sức gật gù cười thầm. Vậy là hiện không có cha nào đang lặn lội trong bán kính 100 mét này. Anh kéo léo, khom mình, né dưới vòng cung lợp chậm gai góc của một nhánh hèo vằn vệ cỡ cổ tay biến mất dạng sau những cánh lá bằng mặt bàn của một loài hoa nắp ấm trong ánh nhàn nhạt, nhạt của bình minh mùa lạnh đã muộn mặt cất lên người tuần viên kiểm lâm tận tụy và dày dặn kinh nghiệm này đang lần đếm từng thân cây hủ hương cổ thụ một hai ba mỗi cây cách nhau ít nhất 15 lăm mét rậm rạp bùng nhùng dây leo cỏ sắc gai nhọn Tám sước lập lũi kiên nhẫn Gương mặt anh lì lợm vô cảm 17, 18, 19 Tám sước ngước mắt nhìn lên về phía sau Gương mặt anh đã hoàn toàn thay đổi Một ánh sáng kỳ lạ rừng rực Đã cháy nguồn ngụt trong đôi mắt mở to không chớp Mắt của con thú đã thấy mồi Trong những bước gión rén cuối cùng của nó Không thấy động tĩnh Tám sước quay lại ôm lấy thân cây xù xì Hai tay run lẩy bẩy ngước lên từng vầy từng vây vỏ cây đã cố nén là môi vẫn giật giật lồng ngực vẫn đập thình thịch nghẹt thở chính ở những khoảnh khắc ấy có một vật gì mềm mại thanh mảnh lốm đốm hình như là một con rắn mang hoa chừng năm sáu tháng tuổi êm nhẹ như không nó trưởng tới leo lên quấn quanh lên một bên chân cả sạp của tám xước đây rồi tám xước vừa buột reo khẽ một tấm vỏ cây vuông vắn đã được cậy ra như một nắp hộp được gia công cẩn thận rồi trên đôi tay run rẩy của tám xước là một gói vải nhỏ anh lật mép vải và bất giác dìm mắt lại trước ánh sáng của một lượng vàng xếp thành năm lá mỏng giữa lọc gân tám xước vội vã ấp kín lấy gói vàng rúi sâu vào túi áo trong ngực cẩn thận anh chưa kịp rút ra khỏi vạt áo thì chợt tê bại như không còn thuộc thân anh và cả con người anh chết sững như đã hóa đá tám xước đã thoáng nghe thấy tiếng rít gió sau lưng và giờ thì đôi mắt trợn ngược như chỉ còn toàn lòng trắng của anh chằn chối hãi hùng hút vào đuôi một mũi tên vừa cắm phập vào thân cây gù hương thứ mười chín ngay trên đầu anh đang còn khẽ rung rung cánh tên xếp những vạch song song đủ bảy sắc cầu vồng Tâm trí tám xước một da như lá mục dưới thác nước đổ hay đây trời ơi ta đã tưởng không bao giờ còn có những cánh tên sắc đó nữa anh ta định quay người lại thì một tiếng trầm trầm lạnh giá như từ lòng đất cất lên kèm một tiếng cười như dữ dằn trung úy công vụ trưởng tiểu đoàn thám sát vùng chiến thuật nam phun rô thạch sĩ cuối chóng quên thủ tục nhận chỉ lệnh mật từ mấy năm xưa vậy sao tám xước lắp bắp dạ dạ tôi 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 đâu có quên vậy hãy làm đúng đi chỉ nhìn vào bởi sắc cầu vồng thật tâm trả lời từng câu chớ có trở mình dày mặt tám xước đã định thần anh ta vừa lắp bắp đáp lời vừa cố định vị chỗ đứng của người đang nói bàn tay đang ép trong lồng ngực khẽ khàng từng tí một rời gói vào luồn xuống với bụng nơi đặt một khẩu súng Browning nhỏ xíu. Dạ dạ, thạch sĩ cuối này xin thể thật tâm. Được, trước hết báo cáo cho anh rõ. Bộ tư lệnh vùng chiến thuật Nam Phun Dô, mà hôm nay tôi là người đại diện không phiền trách gì. Việc anh đã bỏ cứ lìa rừng trở về gia đình theo khuyến cáo của Việt Cộng hồi năm 1977. Bộ tư lệnh sẽ triệu tập lại các chiến hữu trong tình hình cần thiết. Nhưng bộ tư lệnh không thể cho phép các chiến hữu bán mình cho một lực lượng khác mà không có sự thông báo đầy đủ. Chú ý cuối, bữa nay anh lại nhận tiền, nhận vàng của ai? Và anh được thưởng hậu vậy vì công vụ gì? Trả lời ngay. Sau đó anh sẽ trở về với công việc bình thường và số vàng trong túi bằng không, anh tự biết. Tôi không còn một phút nào dành cho sự chờ đợi anh được đâu. Nói ngay. Cùng lúc với từ nói ngay hạ xuống như một nhát dao là một mũi tên nửa cắm phập vào thân cây của hương sát vành tay tám xước trời xin xin thượng cấp đừng động thủ tôi tôi quả là tôi không được biết tôi đang làm việc cho lực lượng nào tôi chỉ biết đến những thân cây ngủ hương nhận chỉ lệnh thuê từng việc rồi lại đến đây nhận tiền trả từng việc mà thôi dạ nói ngay anh vừa làm việc gì nói lại một mũi tên nữa sát mang tai bên kia dạ dạ tôi tôi xin khai thượng cấp cho phép tôi nói dài dài một chút đừng hỏi tôi tôi hết chịu nổi trời ơi thượng cấp thương mạng tôi xin thượng cấp nói vào việc đi dạ vậy tôi tôi đã giết một người và được được dặn trước thế thôi ạ Vâng, vâng, vâng. Bàn tay tám xước đã siết được vào bán khẩu Browning. Hắn quay phát lại nổ súng. Nhưng ngay lúc ấy, sợi dây như con rắn mang hoa dưới chân hắn giật mạnh. Tám xước ngã chúi xuống, khẩu súng vung khỏi tay. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, một loạt AK nổ vang. Những vỏ cây ngủ hương chỗ tám xước vừa dựa vào nát tướp. Nếu không bị giật ngã, hắn đã không toát chết. Một ông già hơ rê Từ một bụi rậm gần đó băng tới Lanh lẹ Chói nghiến tám xước Bằng một sợi dây rắn mang hoa Ông đang cầm một đầu trong tay Tiếng chân người Đã bắn loạt AK Bóng đen bí mật Đã bám theo tám xước Lúc trời còn tối Một thanh niên Tiếng anh gấp gáp Trước ông già hơ lê lặng lẽ Như cây rừng ngày lặng gió Đang thong thả siết chặt nút chói cuối cùng nó có giết được ai không trời bố già bố ở đâu bố nào vậy ông già hơi đứng thẳng dậy một thoáng soi cách nhìn và tận đáy mắt anh thanh niên cầm ak rồi nói từng tiếng với một giọng khác hẳn nếu có thể được đồng chí có thể cho tôi biết đồng chí ở cơ quan nào không còn tôi ông già hơi khẽ rút một tấm thẻ từ trong chiếc bùa vải đeo trên cổ đưa ra anh thanh niên sững người mắt sáng lên tôi từ đồng chí tôi là trinh sát viên của công an huyện này đồng chí có được thông báo gì từ chỗ anh ngô lân về hv năm không dạ có chúng tôi phải cung cấp mọi điều đồng chí ấy cần và thôi thế là tốt rồi mặc dầu sự phối hợp không được báo trước vừa rồi chỉ suýt nữa là làm lỡ hết cả Ta sẽ rút kinh nghiệm sau Bây giờ phán tắt nhé Mình là HV5 đây Điện HV5 gửi F19 Thác hay ra Vẫn xối mạnh Đảm bảo đủ lượng nước đầu nguồn Và độ tranh cho thủy điện đắp đông. Sắp chạy thử Tuy có những va chạm nhỏ chưa thật khít mối Ở các tiểu kê ốp Bê tông hàn dòng chảy Chắc sẽ chạy thử Trong ngày và an toàn yêu cầu F-19 chuẩn bị đầy đủ tư liệu nhân tướng học, tử vi, áo bí, đầu số. Cả hai tập tử vi hàm số và tử vi tổng hợp của Nguyễn Phát Lộc nữa. HV-5 cần trong hạn 24 tiếng nữa. Về phần mình, F-19 chuẩn bị toàn bộ phương án thâm nhập và xử lý ở Bệnh viện Tâm thần Thành phố cũng vào thời gian tương ứng. Ông già Hơ Rê cảm ơn nhiều. Có tiếng gõ cửa phòng làm việc của giám đốc bệnh viện Tâm Thần Thành phố. Giáo sư, bác sĩ Tạ Nguyên Lộc đang chậm rãi đi lại sau chiếc bàn làm việc lớn, khẽ nghiêng đầu, đưa tay sửa đôi kính trắng ở trên mắt. "Mời vào." "À, Trần Vĩnh Hoàng hả? Dạ, bác cho gọi cháu." Một y sĩ trẻ vừa bước vào phòng, nhỏ nhẹ nói. "Đúng rồi, ngồi đi. Và cho bác biết kết quả quan sát người bệnh và nhân viên chăm sóc 5 trên 24 trong 3 ngày qua của cháu. Hoàng khẽ lật tập hồ sơ trên tay, vẫn nhỏ nhẹ và lưu loát. Dạ, về bệnh nhân Hoàng Tuyết Kiều Liên thì cháu chưa ghi nhận được gì ngoài những điều cơ bản thống nhất với nhật ký điều trị của bác sĩ trực và bác sĩ trưởng khoa. Chỉ có điều băn khoăn chút xíu. Liệu phân loại bệnh như vậy đối với chị Liên đã thật chính xác chưa trạng thái trầm cảm sâu và lành tính sau cơn sốc kích động mạnh lúc mới nhập viện rồi những quan sát lặng lẽ nhưng đầy đủ thậm chí có cả một lời góp ý với y tá trích thuốc sáng qua vậy hả kiều liên khuyên sao dạ chị ấy bảo đừng vội quá như thế cần lưu ý là có thể xảy ra truy tim mạch ở thế đứng trong khi trích hoặc trong những giờ đầu sau khi trích thuốc và bắp thịt và đây lại trích vào tĩnh mạch của một người đang ở thể trạng như tôi vậy thôi rồi lại im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi sau chỉ chống cằm ngồi bên cửa sổ thật đúng là một bác sĩ đi nằm viện rất tỉnh táo và chính xác thú thực với bác cháu phục đó thú vị vậy còn về nhân viên chăm sóc thưa bác Y sĩ Loan quả đã thực hiện tối ưu mọi yêu cầu hiện trạng bệnh nhân và cả dự phòng. Cháu đã học tập được ở chị ấy rất nhiều. Ví dụ như cách gài bệnh vải phủ giường để bệnh nhân không thể va đập hoặc bám vào những thanh kim loại. Vị trí giường được kê đảm bảo có thể đến gần người bệnh ít nhất từ ba phía. Cách đặt ở một chỗ kín đáo mà dễ lấy một tấm khăn bông đã gấp thành giải sẵn nếu cần để giữ đầu người bệnh nhân ở trên giường. Cô Loan là một bàn tay vàng của bệnh viện chúng tôi đó. Giáo sư là vui vẻ nói với Hoàng và chuyển ý. Giờ cháu sang phòng tâm lý liệu pháp đưa giúp bác một bệnh nhân mới đang ở đó về đây. Vào phòng bác luôn nhé. Thanh Kiều Ly, một ca sĩ cải lương đó, cô ấy sẽ là bệnh nhân thứ hai ở phòng 5, giường 22. Hoàng đứng dậy ra cửa ngay. Giáo sư Lộc nhìn theo âu yếm Chợt cười mỉm Này Hoàng Liệu cháu có nhớ phải đi bên nào cô Ly không đó Hoàng cũng nở một nụ cười ngoan ngoãn Dạ thưa bác có chứ ạ Bên trái Thế người bệnh tâm thần Ít có khả năng Đẩy chân đá người tháp tùng Giỏi Nên biết thêm rằng Cô ca cả sĩ cải lương mùi mẫn có hạng này Có xài karate ngon lành đó Thanh Kiều Ly đang ngồi trước giáo sư bác sĩ Tạ Nguyên Lộc, đôi mắt to rất đẹp, với diễm mi cong vút, hướng cái nhìn tin cậy hiền hòa, thẳng vào đôi chọc kính trắng của vị giáo sư. Một nét cười phẳng phất trên môi, đủ để nhận thấy đôi lúm đồng tiền duyên dáng. Giáo sư Lộc điềm đạm nghiêm trang. Tôi không rõ, bởi vì không phải không có những phân vân khi được thông báo và yêu cầu của các đồng chí bên đó vắn tắt qua Hơn nữa lại quy định nghiêm ngặt Là chỉ cho một mình tôi biết Cho nên chị biết cho Thôi luôn mấy cái vụ hội ý tập thể Mà tôi thấy không cần thiết Trong những tình huống tương tự Tuy nhiên tôi yên tâm Khi đã thu xếp Không lạc hướng của các đồng chí Phòng 5 có hai giường Mang lý hiện 5 trên 24 Và 5 trên 22 là phòng nằm trong đơn nguyên hoàn chỉnh nhất của bệnh viện chúng tôi. Các cửa sổ đã được lắp kính không vỡ. Dìa cầu thang đều có lưới bọc. Trong các phân khoa, không có các góc, các hốc tối và dây điện được mắc ở độ cao tiêu chuẩn. Thanh Kiều Ly mỉm cười. Thưa giáo sư, tôi đã thầm cảm ơn giáo sư từ ở nhà trước khi được nhập viện điều trị. Vì tất cả những điều đó, cũng như nếu được phép sẽ xin hướng dẫn giáo sư đi tham quan bệnh viện của mình ngay lúc này à thế đó giáo sư cũng cười nhún vai có lẽ đã đến lúc tôi đi được xin phép nhắc lại với giáo sư một điều nữ bác sĩ hoàng tuyết là thế nào nhỉ k là gì vậy khoái lạc khùng loạn khóc lóc kỳ lạ kết luận trầm trước thêm một con củ lật giấu mặt cả ngày ở tàu cầm viên nữa có tiếng dép của nhân viên chăm sóc đi qua cửa phòng thanh kiều ly nhảy nhót ngay ở trên giường cầm lấy chiếc mũm nhôm uống nước gõ lanh cách vào thành khung giường sắt miệng thượt ra nửa ngâm nửa ca mắt vời vợi hóng ra khung cửa sổ nắng tan buồn trông cửa bể chiều hôm thoáng cái Kiều Ly đã nhảy sang giường liên Ghé sát đôi mắt đẹp Mặt táo tợn và mặt chị Chị có thấy bọn họ bám giết mình không? Thì cũng là trách vụ của họ thôi Họ bảo vệ mình đó Bảo vệ những người điên mà Nhung Chị này Đôi mắt Liên soi thẳng vào mắt Kiều Ly. Em giả điên phải không? Ly suyệt. Khẽ thôi chị. Cái đó thì chị cũng thấy rồi đấy. Nhưng không vậy. Thì ông bà già em không có chịu duyệt người yêu của em đâu Chuyện dài lắm Anh ấy chỉ là thợ thôi mà Thợ sửa chữa thuốc pin các loại đó chị Bàn tay liên run rẩy Mặt chị nhợt đi Nhưng hình như Kiều Ly không để ý Cô vẫn tiếp tục thì tạo Bây giờ thì em phải nhờ chị một việc Trong nữa tối hạn là em có việc Phải ra phố độ một tiếng Một tiếng rưỡi gì đó Thôi Ai có vào phòng hỏi Chị bảo em đi tắm giặt một chút thôi Liên buột ra Làm sao mà em ra được Họ Kiều Ly dơn mắt hún vai và cười Ủa Em không điên thì sao mà em lại không ra được Chị cứ yên tâm đi Tối về chị chưa ngủ Thì em sẽ nói hết chuyện cho mà nghe Ly đi ra cửa khép lại Để lại Kiều Liên Trong ánh sáng mờ Xanh êm dịu của phòng bệnh viện liền không ngủ được không nằm được chị ra đứng tì tay vào bậu cửa sổ tiếng gió đậu những tua phong lan nhựa lanh canh tự nhiên làm chị sợn gai ốc ôi điên thì giành được hạnh phúc không điên thì phải dối trá trốn lui trốn lủi còn ta có phải số mệnh và ta đã chịu trừng phạt vì đã tất đức với đứa con đầu tiên phải không hai tiếng sau Liên đã lên giường thì thấy tiếng vặn quả nắm cửa. Ly hả? Dạ em đây. Chị dậy một chút xài bánh. Bánh nóng giòn đây chị. Liên thấy nhẹ lòng. Chị ngồi dậy vén màn đón lấy chiếc bánh từ tay Ly. Nhấm nháp tí một. Chợt Liên ngẩng lên và nhận thấy đôi mắt của Kiều Ly đang đăm đăm nhìn thăm thẳm vào mình. Một nỗi đau đớn giặt vặt như sóng tỏa rào rạt trong ánh mắt đen láy dội vào chị liên đở đẫn ngừng lại sao vậy em tiếng ly gấp gáp chị có đúng là chị đã bỏ một đời chồng và chồng mới của chị vừa bị pháp luật đe dọa rồi ngộ nạn chết rồi phải không tai nạn xe cộ chị có đúng thế không có đúng vậy không liên choáng váng chị lả xuống thành giường nhưng lại gượng dậy được ngay Chính vì cái tin đột ngột Chị mới nhận được Ninh đã chết Liền xin kiểu ly một cốc nước Rồi chị run rẩy Nhưng rõ ràng nói như nghiến từng chữ Đúng hoàn toàn Riêng điều cuối cùng thì Chị chưa biết Ai? Ai nói với em? Ly Đến lượt kiểu ly ngã phịch xuống ghế Líu cả lưỡi Thế thì em sợ quá Sợ ông ấy Chị sao lại có thể đúng khủng khiếp như đến thế Ai? Ai thế? Ly Em có thương chị không? Nói đi Nước mắt liên như vỡ ra giản ruộng Dạ em nói ngay đây Mọi bước đường đi của em trong đời Từ 4 năm nay Đều đến hỏi một người Đó là bốc sư Thạch Vĩnh Long Lừng danh trước năm 75 Này đã giải nghệ Vừa rồi em đến ông Nói một hồi ông bảo Trong vòng 3 hôm rồi Cô có quen một người đàn bà như thế Như thế Trời đất Hai ngày sau Hùng Vũ và Thanh Phương trao đổi điện thoại riêng Thanh Phương Em đã không đủ khả năng đóng vai điên Trước bác sĩ Liên Nên đành phải quyết định liều Để phương án May mà lại có kết quả nhanh hơn Tin vui vì em chẳng muốn anh thủ vai Một ông thầy tướng số chút nào Bốc sư Thành Vĩnh Long đã lãnh đạo giúp chúng ta thông báo bác sĩ liên đã đính chính lời khai cũ lúc chị vào buồng riêng của ninh đi ra gặp huệ thì ninh không có mặt ở trong nhà liên vào đó để đốt hủy những thư từ kỷ niệm giữa hai người những mảnh cho giấy ở phòng ninh và phòng liên là vậy hùng vũ thế là quy trình của tội ác đã dần dần khép lại anh đã xác định được trong chiếc nút chai của tím tám hạnh cung cấp có hàm lượng nhỏ thuốc mê Giống loại thấy ở trong hơi thở của Liên Hôm uống thuốc ngủ Kim trên la bàn Đợt này của anh bắt đầu hướng vào ai Phương biết không Sáng Trợ lý kế hoạch của Đáp Rông Ở phòng điện thoại riêng ra Thanh Phương chậm chậm bước Cô đang cố hình dung Những điều hùng vũ vừa cho biết Sáng ư Người trợ lý kế hoạch giàu năng lực Cánh tay phải của giám đốc tùy điện Đáp Rông Đặng Văn Năm ư Những ý nghĩ ấy cứ chăn trở mãi Dài dứt trong đầu thanh phương Cả trên giường ngủ 5 giờ 30 sáng Chuông điện thoại reo Trực ban gọi thanh phương 10 phút sau Ở phòng làm việc riêng Nữ trung úy tiếp y sinh Trần Vĩnh Hoàng Anh trao cho cô một trang giấy Của giáo sư bác sĩ Tạ Nguyên Lộc Tóm lại Về mặt chuyên môn tôi xác nhận Chị Hoàng Kiều Liên đã ở trạng thái được giải tỏa cơ bản. Cố nhiên ở giai đoạn đầu. Chúc đồng chí thành công. Lộc Tề bề tốt nhất, cuộc tiếp xúc nên diễn ra ngoài trời. Ở một vườn hoa nhiều màu xanh lá cây, tránh những khoảng nắng chói và dứt khoát, không được kéo dài quá 45 phút. Xin lỗi, vì tôi chưa từng một lần nào có dịp đến cơ quan các đồng chí. Thành Phương gấp tờ giấy để lại vào phong bì rồi đứng dậy chia tay mỉm cười nhờ anh chuyển lời cảm ơn rất nhiều của chúng tôi đến giáo sư bác sĩ và đừng quên nói thêm với ông rằng vườn hoa của cơ quan chúng tôi rất đẹp trần vĩnh hoàng đứng ngay lên bắt tay nữ trùng úy xin chào chị tôi sẽ nói với giáo sư như vậy cảm ơn anh dưới tán lá xanh trên một chiếc ghế tựa đặt trong vườn cây Kiều Liên ngả đầu vào vai Thanh Phương thì thảo. Em đã thật là em chưa đấy. Kiều Ly. Phương. Điên không điên. Ca sĩ cải lương công an. Đã là sự thật cuối cùng chưa? Đã là em như tôi nghĩ chưa? Phương ơi. Những bóng lá sao động trên nét cười của Phương. Chị nói kỹ cho em về ánh sáng. Người chị coi là bạn thân nhất của chị và của anh Ninh đi. Anh Sáng là người duy nhất biết rõ và hết lòng bảo vệ tình yêu của chị với anh Ninh. Và kỳ thực, anh ấy có thể nói không sợ quá lời, là người đã gợi ra những ý tưởng đầu tiên, đã vùn đắp nó, đã thường xuyên mách bảo khuyên để chị và anh Ninh vượt qua bao nỗi khó khăn. Chính anh Sáng, một tháng trước đây, đã đưa cho chị giấy gọi án ngoài kia để tiến hành xét xử ly hôn theo đơn xin của Doãn chồng chị. Đấy chứ Chị lạ và hoảng lên Vì điều ấy thật bất ngờ Thật không đúng với tính cách doãn Như chị đã biết Hắn đâu có cần gì Cái thói phép tắc ấy Hắn quên phát chị lâu rồi Ấy thế mà Em nghĩ xem Chị ở một trong tâm trạng kinh khủng như thế nào Khi vào được hôm Cậu quý bị giết ấy Ánh sáng báo cho chị Doãn đã lên đạp rồng Và đã gặp anh ấy nói rằng sẽ ăn thua đủ với Ninh. Chính anh Sáng đã bày cho chị viết thư hẹn anh Ninh bỏ vào phong thuốc uống buổi sáng. Dục chị phải tìm mọi cách đốt hết những thư tử, nhật ký của cả hai người nội trong ngày hôm ấy mà không nên để Ninh biết. Chính anh Sáng đã đỡ chị lúc chập tối hôm sau. Khi chị bị chuẩn uy hiệp, căn vặn quá trời đất. Về phòng an ủi, động viên chị thật là một người bạn vàng mười hiếm có vô cùng phương ạ giám đốc đặng văn năm phút ấy ở đáp cũng đang muốn điên người lên giá như không có mấy nhà báo còn đứng trước mặt thì chắc chắn ông đã đóng cửa phòng làm việc của mình để được gầm lên một mình cho hả nỗi căm giận mình vốn rất tôn trọng giới báo chí tuyên truyền từ xưa đến nay ấy thế mà không hiểu sao lại còn có thể loại ký giả Từ đâu rơi xuống Gây phiền hà đến như thế Ở một ngày như thế này Ngọn lửa giận ngùn ngụt Rất có lý ấy Hướng thẳng vào một nhân vật Được Ban Công nghiệp tỉnh giới thiệu Là một nhà báo kỳ cựu Mới về nhận công tác ở tỉnh ta Đã hăng hái đòi đi thủy điện đắp rông Để chuẩn bị một loại bài Để chào mừng Ngày chạy thử túc pin sắp tới Phải nói là ông ta đẹp Cái đẹp đáng kính của tuổi ngũ tuần Duy chỉ có một bên chân là có tật Thế là ngày tối qua Khi vừa cùng đoàn nhà báo vội vã xuống xe Người ta đã chẳng còn thời gian biết tên thật của ông ta là gì nữa Ai cũng dì dầm Rồi đi đến chính thức gọi ông ta Bằng cái tên của một con người khập khiễng lừng danh thế giới Rồi Châu Thiệt là một danh hiệu tôn quý ấy thế mà ông ta đã sửa sự như thế nào có thể tóm gọn hết sức thiếu phong cách trước hết là lè bè ngay lập tức ở tiệm cà phê vạn lý hương không ai có thể nói rõ cái ông rủa trâu dở đã nốc bao nhiêu vại bia rượu và lèm bèm đại ngôn bao nhiêu là vấn đề của hành tinh của thời đại sau hai tiếng đồng hồ nhậu nhẹt ông ta đã không thể kìm được nữa nôn thốc tháo ra quán ông ta vừa ư ư hát tay nghiêu ngoao cờ quạ từng vách gỗ quanh niệm bò vào cả quầy hàng vào toilet rồi tập tễnh quăng người từng nhát từng nhịp như một con sâu đo lên hết khoảng cầu thang hẹp lại quẩn quại làm nhảm ở trên gác nhà bố già vạn lý rồi ông ta lịm dần hai nhà báo nữa phải mếu thu dọn tiểu trường rồi lo chút chăn chiếu đắp cho ông khách trọ không mời mà đến. Rồi 2 giờ sáng, ông ta nặng nặc bật dậy, đòi về để chuẩn bị tư liệu, vì đang có nhiều thứ hay. Kỳ thực là về phòng khách mà nhà máy đã trang trọng chuẩn bị chỗ nghỉ cho từng nhà báo để lại uống một mình hết một chai Napoleon trong vali công tác của ông ta. 8 giờ sáng, đã thấy ông ta tập tĩnh mà mạnh mẽ trong đoàn tam quan bà cỗ túc bên thủy lực nhưng có lẽ tại chỗ ấy gió ông ta đột ngột ngã gượng dậy lại rụi xuống ngay ở mé đầu chỗ có một vành đai sắt bao ngoài một bánh xe răng truyền lực được vút lên sốc đi đến đúng cửa phòng trợ lý kế hoạch sáng thì ông ta hộc lên một tiếng trượt thân khỏi cánh tay hai người sốc nách dập đầu mở bung cánh cửa giờ thì cái ông rửa châu ấy đang được nằm trên giường của sáng đang hát giám đốc đặng văn năm những muốn nút hai tai lại tiếng hát mới hùng tráng làm sao nay ta đã quyết ta còn mà chúng mất đường ta đi xanh thắm tận ngàn mây điện hv 5 gửi ngô lân đã bác bỏ nốt tăng vật cuối cùng mảnh tuyết si rách của ninh được xé ra rồi đặt vào rãnh móc một bánh xe túc pin ở ờ, đủ mọi tư tế không cho phép nó bị móc rách như đã bị đoán định ở vạn lý hương có nhiều vách gỗ gá lắp ở tường ở quầy ở ván gác trên kết hợp với một số gương phản chiếu khẳng định chuẩn ý hiệp đã bị phát hiện khi gắn máy ghi âm đã dự đoán được hành động của sáng đêm có án mạng vì có yêu cầu của bộ phận chống phun rô Nên chưa thể kết thúc Mặc dù đã hoàn toàn có thể Đề nghị thực hiện chi lăng Tối hôm sau Trên một cỗ xe ngựa Ngược đắp rông Chỉ có ba khách Đến một quãng ung um tùm Anh chủ xe kêu khách xuống Để đóng lại móng ngựa 20 phút sau Chỉ thấy còn một người lên xe Cỗ xe lại lóc cóc Nhật nha lăn đi Đến đáp rông Người này xuống xe bước thẳng đến tiệm vạn lý hương đã đóng cửa cất giọng ca điệu hoài tình đường trăng khuya kia ai nỡ để cơn sầu giọt lệ ngập tràn tan nát lòng anh cửa tiệm mở người lạ vào cánh cửa đóng ngay lại hổ phù đây Chuyện cho sáng trong ngày mai đi được sẽ hoàn tất nhưng có một cha say rượu ngó bộ ngắn lắm đấy khỏi Cúp vụ này là nhổ trại mà đi Vừa tiễn người khách lạ ra khỏi tiệm Lão già bởi tránh quay vào ngay Đôi tay xương sở Những ngón dài của lão Khéo léo và dứt khoát Xé lớp gelatin mỏng Bọc kín hộp Hồ phu vừa nhận Một vật bằng nhựa một nõn chuối Giống chuối một con dấu lớn hiện ra Giờ nắn dây lát Chỉ thoáng thấy cái đầu lơ thơ của lão chủ tiệm Khẽ gật gù rồi vật nọ lại được bao kín cẩn thận như cũ. 5 giờ 30 sáng, vẫn như thường khi, bởi tránh quá cửa quán, vận bộ đồ xịt po, thun xanh rêu, sọc trắng, nhịp nhịp, chạy ngược lên đồi thông thoai thoải, miệng vừa thở đều, vừa hô lớn. Một, hai, ba, bốn. Lão tập thể dục, về đá cô đơn trên đỉnh đồi là nơi thư duỗi và tập thể theo phép dưỡng sinh. Nửa tiếng sau Đã thấy bố già phản lý Ngả mình trên chiếc xích đu mé cửa tiệm Chờ khách mở hàng Lão đón lấy tờ báo địa phương Từ tay thằng nhỏ đưa báo quen Vừa vô tiệm Thủng tạc nói Nè đệ tử Vô nhà máy đưa báo Nhớ dặn ông Sáng trợ lý Là có một tôm kiên giang xịn rồi đó Ưng ừ, xài Thì biểu tao gửi vô đó nghe Dạ vâng Thằng nho nhoèn cười bước tới thủ gọn thanh sô cô la ủy lạo đệ tử bày tránh vừa chia ra rồi chạy biến đi lão chủ tiệm liếc nhìn dòng tít lớn trên tờ nhật trình 8 giờ sáng mai một sự kiện lớn của ngành công nghiệp tỉnh ta nhà máy thủy điện đáp rông khởi động tuốc pin thủy lực một ánh mỉa mai tàn độc thoáng trên đôi con ngươi màu si than của lão 9 giờ Trợ lý sáng lững thững một mình lên đổi thông, lại dừng bước rồi ngồi xuống bia đá cô đơn khoảng 5 phút. Quả là những phút giãn óc hết sức cần thiết cho một cán bộ tận tụy đã suốt mấy ngày đêm nay lặn lội trực tiếp với anh em công nhân. Sáng đã lại dạo bước trở về. Hắn đề nghị và lập tức được giám đốc Đặng Văn Nam đồng ý trực tiếp kiểm tra lần cuối toàn bộ hệ thống ba cầu giao điện quyết định thời điểm vàng khởi động ba túc pin thủy lực ngày mai suốt ngày sáng không giờ hiện trường kể cả lúc anh em ngừng tay 15 giờ 20 phút ăn nhếu nháo bữa trưa mắt hắn nhiều lúc đau đớn nhìn vào dãy chơi cầu dao nhựa màu nõn chuối đều tăm tắp thoáng đôi lần dừng lại ở chiếc cầu dao thứ ba sầm tối đặng văn năm rẻ rặt băn khoăn với vẻ mặt của người có lỗi bước đến sau lưng sáng đang ngồi ngay trong phòng khách ăn suất cơm đã nguội lạnh đồng chí trợ lý hãy hiểu cho tôi và tha lỗi cho tôi trong ngày hôm nay thiếu anh thì tôi không thể hiểu mình sẽ xoay sở như thế nào nên tôi đã đã giữ lại bức điện này từ 9 giờ sáng nay bây giờ thì anh hãy nhận lấy nó đi và thật bình tĩnh sáng đứng bật dậy tay giật lấy bức điện cậu mất anh về ngay Em Lắng Nước mắt sáng như vỡ ra Anh ngã phải xuống ghế nghẹn ngào Trời ơi Người còn lại duy nhất của họ bên mẹ tôi Anh Năm Anh cho tôi được đi ngay bây giờ Xin anh Mọi việc ở nhà máy Thế là cũng đã hoàn tất chu đáo sẵn sàng Tôi chỉ tiếc không được dự phút vui nhất cùng anh em. Giám đốc năm cũng hụt hẫng đi xếp hành lý xong thì qua mình lấy tiền mà đi nhá sáng vâng xin cảm ơn anh nước mắt sáng lại thêm giản ruộng tới chân dốc con đường cấp phối tắng ra bến xe thị xã ngoái lại đã không còn thấy đinh búa máy trên bờ đập thủy điện đâu nữa thì sáng mới được cười to hét to hét vang lên cho tỏa mắt hắn giáo hoạch long lanh thế là xong xin vĩnh biệt hàng loạt các đồng chí đúng lúc ấy một ánh điện pha sáng quắc lao tới dọi thẳng vào mắt hắn sáng chói lóa mắt đưa tay lên phía trong ngực áo thì thấy một chiếc honda 90 phân khối phanh kít lại sát mình những tiếng gọi lạnh quen thuộc cất lên chớ động thủ em láng được lệnh tới giấc anh về với cậu đây ùa wow, tám xước thực không thể ngờ sáng reo to phốc lên ôm siết lấy tấm lưng rắn chắc của gã tuần viên kiểm lâm chiến hữu giọt đi bay đi trời đã quá ba tiếng sau chiếc honda cả hai đã hòa vào dòng thác người đủ màu sắc ở thành phố lớn về đêm tám sức lao xe lên tận thềm một tòa lớn chín tầng phía trên nhấp nháy bốn đại từ tân lạc khách sạn cùng với những bước rảo chân sóng đôi qua gian tiền sạch lớn Của tầng trệt khách sạn Tám sức thì tạo mà rảnh rẽ Chớ quên công đưa đón Thuộc về các thành viên của hội đồng quân sự Vùng chiến thuật Nam phun Dù đó Giờ tôi đưa anh lên phòng 803 Tám sức áp sát Sáng nói nhỏ Đột vũ khí Anh không dành tụ tục trình diện Một tượng cấp rồi đó Sáng vội vàng trao cho tám sức Hai khẩu súng nhỏ Một từ túi ngực một trong ống tay phải phải hài lòng tám sơ khẽ nghiêng mình cáo lui rồi biến mất sau góc rẽ 15 phút với ba lần gõ cửa đúng quy cách đã qua sáng bồi hồi xoay núm cửa tròn mạ vàng tây Từ ngài chuyên viên trợ lý sáng xin chờ tham dưới của sáng như cứng ngắc lại nỗi khiếp sợ như chớp điện truyền dọc sống lưng sáng quay phát lại thì cũng lúc cửa phòng bật mở một người bước vào tựa cửa hút thuốc im lặng nhìn hắn chú ý lê tưởng trưởng nhóm chuyên án h 15 và hai người nữa bước ra từ những tấm rèm cửa ở phía sau sáng đại úy ngô lân và nữ bác sĩ hoàng tuyết kiều liên sáng vỡ vụn xuống như một pho tượng đất còn bị nhão bị rút bản đế bảy giờ năm phút buổi sáng hệ trọng của đáp rông hùng vũ thanh phương ăn vận cực kỳ đẹp và sang trọng vào tiệm cà phê vạn lý hương gọi một ly cà phê đen và một cốc bột đậu lạnh nóng bố già vạn lý dường như cũng ngây ngất đến ngẩn ngơ trước đôi tài tử gia nhân ngoại hạng nên động tác xem ra có phần lóng ngóng lập cập khác thường lại ba người nữa vô tiệm một người trong họ nhanh nhẩu tán phục Chà, anh hai cô hai chắc là người thành phố quá ha dạ vợ chồng tôi đi viếng mộ bà già hùng vũ lịch sự điềm đạo đáp mắt thoáng nhìn lướt qua người lạ một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên ở mé nhà máy thủy điện cả ba người lạ và lão già bảy chánh đều chạy vội ra cửa nháo nhác nghiêng ngó rất lâu nếu như không có tiếng gọi của thành phương bác chủ vô tính tiền nào bài tránh liền lúc cũng chạy vào cả ba người kia cũng vào theo ngay sát lão lão già chợt thấy tim mình như đứng lại một thoáng khi nghe người nhỏ bé đi giữa bỗng dưng cất giọng hoài tình khê nồng nặc vườn trăng xuân kia ai nỗ được côn sầu nhưng dáng bộ bên ngoài của lão vẫn tự nhiên lão đã nghiêng mình trước hùng vũ anh cười Nụ cười sáng cả gương mặt Kéo chiếc ghế không khoan thai Mấy ông chủ ngồi xuống đây chút xíu đã Bảy tránh dè dặt ngồi xuống Một tay giơ lên gãi đầu Đôi mắt màu si than hấp hái Nhưng dọi đau đớn Và mặt hùng vũ Điều trước tiên Xin phép sủa tan những áng mây lo lắng Cho thủy điện đáp rông Đang còn vơ vẩn Trên bậc chán cao tạp của ông Nếu như ông kinh lịch hơn hoặc bình tĩnh hơn thì ông sẽ thấy đó là tiếng nổ lớn nhưng ngạc tức trong nước suối từ tác hơ via đổ về đó là mình đánh cá suối để thiết cách hôm nay của nhà máy thủy điện đắp rông chắc không phải là tiếng nổ từ cái chuôi cầu dao màu nõn chuối này của các ông hồng vũ rút cái vật bình dị mà ác độc ấy ra đặt trên bàn tuy nhiên tiếng nổ vừa rồi vẫn đủ để đảm bảo hiệu lệnh cho các chiến hữu phun rô xuất kích theo đúng chỉ lệnh của ông và chắc chắn họ đang được đón tiếp chu đáo và gọn gàng trên đường hành tiến tới ủy ban nhân dân huyện bởi tránh đã hoàn toàn hiểu lão liếc mắt thấy ba người khách vào sau đã bao quanh lão thành một vành móng ngựa sừng sững không lời các bạn vừa nghe xong phần hai và cũng là phần cuối của tập truyện cảnh sát người chết không im lặng chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay các bạn hãy bấm đăng ký ấn nút chia sẻ và để lại một bình luận sau mỗi video xin chân thành cảm ơn hẹn gặp lại các bạn vào chương trình phát sóng quen thuộc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh